Thưa quý vị, dạy bơi cho trẻ là một trong những giải pháp để phòng chống đuối nước. Tuy nhiên, để có thể giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước, thì cần phải có sự tham gia của cả cộng đồng cũng như có những giải pháp hiệu quả và lâu dài hơn. Để có thể trao đổi về nội dung này, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng cục trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để cùng trao đổi. Vâng, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. À, thưa bà, đuối nước thì khiến cho 2.000 trẻ em tử vong mỗi năm. Vậy thì theo bà, nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước lại cao như vậy? Cái nguyên nhân mà dẫn đến tử vong do đuối nước thì có rất nhiều nguyên nhân. Thế nhưng cái nguyên nhân đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là vấn đề thiếu các kiến thức về phòng chống đuối nước trẻ em của cả các cấp các ngành, của cộng đồng và của đặc biệt là của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của trẻ em. Nguyên nhân thứ hai đó là do bản thân trẻ thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Trong đó thì có cả kỹ năng về bơi hiện nay thì tỷ lệ mà trẻ em ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở ở việt nam biết bơi chỉ khoảng 30%. cái nguyên nhân thứ ba phải nói đến đó là các cái môi trường xung quanh vẫn còn chưa an toàn đặc biệt các môi trường ở cộng đồng ở gia đình ở trường học thì vẫn có những cái ao chưa được rào chắn những cái chỗ nước sâu nguy hiểm thì vẫn chưa được cắm biển báo rồi có những cái hố nước xây dựng là cũng chưa được rào chắn cẩn thận hoặc là chưa được lấp bỏ sau khi kết thúc cái việc xây dựng, rồi đặc biệt là trong các cái mùa mưa lũ thì vẫn còn những cái đường cống, những cái ở, những cái hố ga chưa được gia cố mà dẫn tới là có cả trường hợp mà trẻ em uh, bị ngã xuống cống trong cái mùa mưa lũ vào những cái dịp hè này khi các em mọc sinh nghỉ hè thì cái việc mà giám sát của cha mẹ vẫn còn hạn chế vì vậy mà vẫn có cái trường hợp những trẻ em rủ nhau uh, đi tắm sông tắm uh, tắm hồ và cuối cùng là cũng dẫn đến cái tử vong do đến nước. Vậy theo bà chúng ta sẽ nên có những giải pháp như thế nào để có thể giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước ạ? Để giảm thiểu cái tỷ lệ uh, trẻ em tử vong do đuối nước thì trước hết chúng tôi cho rằng là uh, uh, các cấp các ngành cần phải đẩy mạnh cái việc mà triển khai thực hiện có hiệu quả. Quyết định 234 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó thì có cái mục tiêu về giảm tử vong do đuối nước rồi là mục tiêu liên quan đến vấn đề là dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em rồi các cái mục tiêu liên quan vấn đề đảm bảo cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy. Thứ hai là phải thực hiện tốt cái chỉ thị uh, 17 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng chống đuối nước cho học sinh và trẻ em, tăng cường cái công tác truyền thông để nâng cao nhận thức kiến thức của các cấp các ngành của cộng đồng, của bản thân của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ về các nguy cơ gây đuối nước trẻ em, đẩy mạnh cái việc chỉ đạo triển khai Uh, xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn, xây dựng các cái chính sách hỗ trợ công tác phòng chống đuối nước trẻ em, đặc biệt là hỗ trợ cho trẻ em ở các cái vùng uh, trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo cận nghèo, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em sống ở các cái vùng đặc biệt khó khăn. Bà có thể cho biết là hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang có những giải pháp như thế nào để có thể giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước một cách nhanh chóng và hiệu quả? Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì đã chỉ đạo các địa phương là xây dựng cái chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. À, trong đó có phòng chống đuối nước trẻ em để thực hiện quyết định 234 của Thủ tướng Chính phủ. Và cho đến nay thì cả 63 trên 63 tỉnh thành phố thì đã xây dựng chương trình phòng chống uh, tai nạn thương tích trẻ em, trong đó có phòng chống đuối nước trẻ em. Thứ hai là uh, hàng năm thì Bộ Lao động Thương Xã hội thì đều có các cái các cái văn bản hướng dẫn uh, các địa phương và các cơ quan trung ương là đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước trẻ em, triển khai phát động về phòng chống đuối nước trẻ em trước các cái đợt thời ca học sinh nghỉ hè. Thứ hai là xây dựng các cái tài liệu hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. À, ngoài ra thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã đã phối hợp với cả 8 bộ ngành để ký kết kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em vào cuối tháng mẹ vào cuối năm 2017 và trong cái kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em này thì đã phân công trách nhiệm cho đầy đủ cho các bộ ngành tăng cường cái việc thanh tra kiểm tra giám sát để có thể là phát hiện kịp thời các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã phối hợp với cả quỹ từ thiện Bloomberg rồi là tổ chức vận động chính sách y tế của Hoa Kỳ rồi tổ chức y tế thế giới thì cũng đã có triển khai và sẽ xây dựng một cái dự án về phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018 2022 và đặc biệt là sẽ triển khai triển khai các cái can thiệp trực tiếp tại cộng đồng đó là triển khai cái việc dạy bơi cho trẻ em ở tại cộng đồng rồi triển khai các cái việc các cái mô hình rồi các cái hướng dẫn về vấn đề giám sát đảm bảo cái an toàn cho trẻ em dưới 5 tuổi vâng chúng ta hy vọng rằng là trong thời gian tới thì công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em sẽ có sự chung tay tham gia của cả cộng đồng để chúng ta sẽ không còn phải lắng nghe những câu chuyện thương tâm về những trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước một lần nữa xin được cảm ơn bà đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi